xương khớp, thỉnh thoảng chúng ta thấy các cái tổn thương xương khu trú, thường là các cái ổ tiêu xương, có thể có giới hạn rõ hoặc không rõ, có thể là khu trú hoặc lan tỏa, thì rất là khó để mà đưa ra một cái chẩn đoán xác định chính xác cái tổn thương đấy là gì. Mà thường chúng ta sẽ phải đưa ra một số cái chẩn đoán phân biệt. Tất nhiên khi mà chúng ta đưa một cái chẩn đoán phân biệt quá rộng, quá nhiều thì cũng tốt cho lâm sàng, nhưng người ta sẽ bị rối. Về cái trách nhiệm của chúng ta là phải khu trú các cái chẩn đoán phân biệt lại. Thì khu trú bằng cách nào? Thì có nhiều cách. Thì trong cái bài này tôi sẽ giới thiệu các cái nguyên tắc để chúng ta khu trú một các cái chẩn đoán phân biệt khi chúng ta gặp một cái tổn thương xương ở trên lâm sàng. Thì về phân loại các tổn thương u xương thì cũng như tất cả các cái cơ quan khác thì chúng ta có các cái nhóm nguyên phát và nhóm thứ phát. Thứ phát tức là di căn từ các cái cơ quan khác tới. Ví dụ di căn xương chúng ta hay gặp nhất là từ các cái tổn thương như là ung thư phổi hoặc ung thư của đường tiêu hóa, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tế bào thận, đây là các cái loại u mà hay di căn đến xương. Còn nhóm u xương nguyên phát là những cái tổn thương nó phát triển từ các cái tổ chức của xương, thì nó có hai nhóm là nhóm lành tính và nhóm ác tính. Nhóm lành tính chúng ta gặp rất nhiều. Chúng ta sẽ đi lần lượt một số cái tổn thương hay gặp nhất. Thì nhóm ác tính thì có thể là ác tính nguyên phát, nghĩa là bắt đầu là nó phát triển là ác tính luôn, nhưng cũng có những cái nhóm gọi là ác tính thứ phát, nghĩa là nó thoái triển từ các cái u lành tính. Cái này là một cái đặc tính khá đặc biệt của các cái tổn thương xương. Vì chúng ta có các cái u xương thì nó lành tính, thì một thời gian dài theo dõi nhiều năm thì có thể nó có các cái tiến triển gọi là thoái triển thứ phát và nó bắt đầu trở nên ác tính. Cái đặc tính đấy nó có thể gặp ở các cái tổn thương khác, ví dụ u nào, một cái u sao bào độ 2 là lành tính, nhưng chúng ta theo dõi nhiều năm thì nó có thể phát triển thành u sao bào độ 3, lúc đấy bắt đầu phát triển lên, nó xâm lấn, nó gây phù nề, vân vân. Thì khi chúng ta gặp một cái tổn thương xương, một cái ổ khuyết xương, thì chúng ta sẽ phải dựa vào một số cái nguyên tắc. Cái thứ nhất là chúng ta phải chú ý đến tuổi của bệnh nhân. Bệnh nhân là trẻ em, bệnh nhân là người trưởng thành trẻ tuổi, hay bệnh nhân là người lớn tuổi. Vì chúng ta biết có một số tổn thương nào là hay gặp ở trẻ em, một số tổn thương khác là chỉ gặp ở người trẻ thôi. Ví dụ các cái nang xương đơn độc hoặc nang xương phình mạch thì thường nó sẽ gặp ở người thanh niên dưới 30 tuổi. Cái sắc cô mê huynh thì lại gặp ở trẻ em khoảng độ tuổi khoảng 10-12. Một cái u tế bào khổng lồ thì thường gặp ở người trưởng thành trên 18 tuổi. Một cái ung thư sùng công rô sạc côn này thường gặp ở người ở trên 40 tuổi. Thì như vậy chỉ riêng cái nhóm tuổi sẽ giúp chúng ta khu trú các tổn thương, loại trừ một số cái chẩn đoán phân biệt. Cái điểm thứ hai chúng ta phải chú ý đấy là cái số lượng của tổn thương. Tổn thương là một ổ đơn độc hay là nhiều ổ? Thì các u xương thông thường chúng ta sẽ gặp một ổ. Tất nhiên cũng có một số trường hợp chúng ta gặp nhiều ổ. Nhưng mà để chúng thấy một bệnh nhân mà có nhiều ổ rải rác ở nhiều xương khác nhau thì phải nghĩ. Ví dụ như di căn thường đa ổ, hoặc là cái gì, hoặc là ví dụ đa u tủy xương mình ca le,
Nếu như chúng ta gặp những bệnh nhân lớn tuổi khoảng trên 60 tuổi chẳng hạn, gặp nhiều thì hoặc là di căn xương hoặc là đau tủy xương. Cái điểm thứ ba đấy là vị trí của tổn thương. Tổn thương nó nằm ở đâu? Nằm ở đầu xương, ở hành xương hay ở thân xương? Rất là quan trọng. Thì sau này chúng ta thấy có một số tổn thương nó hay gặp ở đầu xương. Ví dụ như cái u tế bào khổng lồ hay gặp ở đầu xương. Một số tổn thương hay gặp ở thân xương, ví dụ như sarcomere gặp ở thân xương. Viêm xương, tủy xương thì hay gặp ở hành xương. Tổn thương đấy nó là trung tâm hay lệch tâm cũng rất quan trọng. Tổn thương đấy nó có liên quan đến vỏ xương hay là không? Chúng ta có một cái u nó hay gặp liên quan đến vỏ xương, rất điển hình đấy là cái u xơ không cột hóa. Thì cái u xơ không cột hóa nó luôn luôn liên quan đến vỏ xương, đẩy phần vỏ xương. Cái nguyên tắc tiếp theo đấy là giới hạn của tổn thương. Tổn thương có giới hạn rõ hay không rõ, đường bờ rõ hay không rõ, vùng chuyển tiếp rộng hay vùng chuyển được hẹp. Thì cái này trong bài đầu tiên chúng ta đã nói, thì một cái tổn thương mà có giới hạn rõ thì thường là những tổn thương tiến triển chậm, còn tổn thương mà có giới hạn không rõ, có vùng chuyển tiếp rộng thì thường là tổn thương tiến triển nhanh. Cái tiếp theo là sự liên tục của vỏ xương. Vỏ xương nó còn liên tục hay là đã bị phá hủy? Thì nếu một cái tổn thương mà nó phá hủy vỏ xương thì khả năng đấy là một tổn thương đạt tính. Còn các tổn thương lành tính thì nó có thể đẩy phần vỏ xương, nhưng mà cái vỏ xương nó vẫn còn liên tục cho nó không không bị phá hủy. Cái tiếp theo là phản ứng màng xương. Như bài thứ nhất tôi đã nói thì phản ứng màng xương nó có bốn bốn dạng phản ứng màng xương, dạng dày, dạng màng, dạng gọi là dạng vỏ hành, từng lớp dạng vỏ hành. Thứ ba là dạng dạng đám cỏ cháy hay là dạng tia mặt trời, và thứ tư là dạng dạng cửa gà. Đấy. Thì bốn dạng đấy thì cái dạng dày dạng màng dạng lành tính, còn phản ứng màng xương dạng vỏ hành, dạng đám cỏ cháy hay dạng cửa gà là những dấu hiệu của một cái tổn thương ác tính. Trong đó điển hình thì cái sarcomere nó hay gặp cái phản ứng màng xương dạng dạng vỏ hành, còn cái osteosarcoma người sarcoma xương nó gặp ở dạng đám cỏ cháy ở dạng dạng cửa gà. Cái cuối cùng là xem thử tổn thương nó có xâm lấn thì mô mềm hay không. Thì tổn thương mà có xâm lấn ra mô mềm thì khả năng là tình. Đây là sơ đồ của một số cái tổn thương hay gặp. Các anh chị thấy cái này vào trong sách nhiều phiên bản hình ảnh khác nhau nhưng mà chung quy nó tương tự nhau. Thì một cái tổn thương anh chị phải phân biệt nó nằm ở đâu. Cái phần phía này gọi là đầu xương, cái phần mà phân lên như thế này gọi là hành xương, và phía trong này trở đi là thân xương. Thì mỗi cái vị trí nó có cả cái tổn thương điển hình. Ví dụ cái tổn thương nó nằm ở đầu xương như thế này thì có thể gặp hay gặp nhất là u tế bào khổng lồ, giant cell tumor. Thì u tế bào khổng lồ nó gặp ở người người lớn khi sùng tiếp hợp và cột hóa. Còn nếu như một cái tổn thương tương tự như vậy mà nó nằm ở đây mà ở trẻ em sùng tiếp hợp chưa cột hóa thì đấy là chondroblastoma, nghĩa là u nguyên bào sùng. Ngoài ra chúng ta có thể gặp gì? Viêm, viêm xương tủy xương, ví dụ do lao hoặc là do nấm, là loãng xương phình mạch ABC, ABC nữa là aneurysmal bone cyst, loãng xương phình mạch. Hồi nãy còn nói về cái này, NOF, non-ossifying fibroma, nghĩa là u xơ không cột hóa thì nó nằm ở vỏ xương như thế này.
Fibrous cortical defect và NOF là nó có cái bản chất mô học giống nhau. Nhiều tác giả gộp hai cái này là một. Ở các cái vị trí khác. Bệnh trôi xương, các bạn thấy đó. Chúng hồi chúng ta sẽ có đi qua từng cái tổn thương thường gặp này. Osteosarcoma. Fibrous dysplasia, loạn sản sơ. Loạn sản sơ thì nó rất đa dạng lắm, nó không có một cái dấu hiệu nào điển hình cả, chúng ta sẽ nói sau. Hoặc là Langerhans cell histiocytoma, nghĩa là u tế bào Langerhans thì hay gặp ở thân xương. Cái này chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với sarcoma Ewing này. Thì đặc biệt cái u tế bào Langerhans này nó có thể tạo ra cái phản ứng mang xương dạng vỏ hành tương tự như cái sarcoma Ewing rồi. Thì làm sao để chẩn đoán được phân biệt được lành tính và ác tính? Thì cái này trong cái bài đầu tiên chúng ta thấy chúng ta đã học rồi. Thì hai tổn thương nó khác nhau. Lành tính thì thường giới hạn rõ, ác tính thì giới hạn nó không rõ, vùng dưỡng tiệp rộng. Lành tính thì thường không có phản ứng mang xương, không phá hủy vỏ xương. Ác tính thì có thể có phản ứng mang xương, có thể có phá hủy vỏ xương. Tổn thương lành tính thì thường là dạng bản đồ, dạng thì gọi là dạng bản đồ. Còn tổn thương ác tính thì thường là dạng mọt gầm hoặc là dạng thâm nhiễm. Cái này chúng ta đi qua về học trường chúng ta nói rồi đúng không? Bất thường về cấu trúc. Đây, ba dạng tổn thương, dạng bản đồ, dạng mọt gầm, dạng thâm nhiễm. Anh chị nào không nhớ thì dễ sách ra, cái này tôi viết cũng khá kỹ. Cũng loại phản ứng mang xương, dạng dày dạng mảng, dạng vỏ hành, dạng đạm có cháy và dạng cửa gà. Bây giờ chúng ta vào một số cái tổn thương xương thường gặp. Đầu tiên là các cái u xương lành tính trước. Cái đầu tiên, các anh chị thấy cái tổn thương này hay gặp không? Các anh chị đọc lông đô hiệp hoặc các anh chị đọc CT scan. Thỉnh thoảng các anh nhìn thấy một cái cục tròn có tỉ trọng của xương nằm trong các xoang. Hay gặp xoang trán hoặc xoang hàm, có thể gặp ở xoang khác. Cái hàng nó rõ, nó có cái vỏ xương phía ngoài, không xâm lấn, không phá hủy gì hết. Thì đây là u xương, tiếng Anh là osteoma. Các anh chị nhớ cho cái này, vì chúng tôi có một cái u khác gọi là osteoma, là u xương dạng xương, là nó khác hẳn cái này. Hai cái tên giống nhau, osteoma, còn cái kia là osteoma. Thì hai cái tên giống nhau nhưng bản chất nó khác hẳn nhau. Thì nhiều người mà rất là hay nhầm giữa hai cái này. Thì cái này là osteoma, nghĩa là u xương. Bản chất hẳn là một khối xương có giới hạn rất rõ, hay gặp trong các cái xoang hàm mặt. Này, trên phim lông đồ chúng ta thấy một cái cục tròn ở đây, nằm trong cái xoang trán bên phải. Trên phim nghiêng chúng ta thấy ở đây. Nó có thể gặp trong cái hội chứng Gardner. Thực ra cái này chúng ta ít gặp, duy trì tình trồi, đá polyp đại tràng, hoặc là cả cái u ngoài đại tràng như osteoma, ung thư giáp, u thượng bì, u bì ngoài. Bệnh nhân khác một cái u xương đầy rồng là trong cái xoang trán. Bây giờ chúng ta qua cái bệnh thứ hai, đấy là X quang của cái đầu dưới hai xương cẳng chân. Anh chị nhìn vào, anh chị thấy bất thường đúng không? Đây, đây là phim thẳng này, đây là phim nghiêng này đây. Thì cái tổn thương nó là đâu? Tổn thương nó là cái vùng giảm tỉ trọng tròn này, giảm độ gắn bó tròn thế này này. Còn xung quanh là cái viên sơ xương rất là dày. Trên phim nghiêng ở đây, tổn thương nó là một ổ khuyết xương tròn như thế này. Xung quanh thì vùng sơ xương rất là rộng. Thì cái này là gì? U xương dạng xương, gọi là osteoma. Như hồi tôi nói đó, hai cái có cái từ osteoma nhưng mà là
u xương, giàn xương. Cái bản chất của nó là một ổ huyệt xương nhỏ xung quanh có viên sơ xương bao bọc. Nếu như chụp CT hoặc nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy trung tâm nó có thể có một cái nốt vôi hóa trung tâm nhỏ như thế này. Đường kính ngang của cái vùng huyệt xương này, ổ tiêu xương này thường nó sẽ nhỏ hơn 1,5 cm, nghĩa là 15 mm. Chúng cả cái hồi các anh chị thấy đo đường kính ngang này nó sẽ nhỏ hơn 15 mm. Rất là hay gặp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến là 20 đến 30 tuổi. Cái này có một cái đặc điểm là nó có thể gây đau. Bệnh nhân đến khám vì đau, đặc biệt là đau vào ban đêm khi ngủ. Và còn triệu chứng nữa là nó bệnh rất tốt về các cái giảm đau không steroid. Các anh chị thấy cái tổn thương như thế này, các anh chị đánh kháng viêm nông steroid vào, nó sẽ giảm ngay. U xương, giãn xương. Bệnh nhân khác, các anh chị thấy cái vùng sơ xương rồng xung quanh, gỗ khuyệt xương nhỏ này. Tương tự như này, bộ huyệt xương này nó có thể bơ đa cung, có thể là nó không đều, nhưng mà cái đường kính ngang thường nó sẽ giảm nhỏ hơn 1,5 cm. Vỏ xương nó vẫn còn cái như thế này. Còn cái vùng đặc xung quanh này là vùng sơ xương. Tổn thương nào đây, bộ huyệt xương rất nhỏ nằm ở này, trên phim thẳng nó nằm ở này, xung quanh có cái viên sơ xương nhỏ nhỏ đấy, nhưng mình nhắn lên nó mới xuất hiện cái viên sơ xương nó chưa rộng lắm. Những cái tổn thương u xương giãn xương này thì khi chúng ta đọc là u xương giãn xương thì chú ý cái đường kính ngang nó phải nhỏ hơn 1,5 cm. Còn nếu như một cái khối như thế này mà lặn ngang thì nó không phải là u xương giãn xương, là u tạo cục bào, một cái khác. Bây giờ chúng ta qua một cái bệnh nhân khác. Cả gì nhìn vào cả gì tại ngay, những cái gì chồi xương, nó như những cái chồi nó mọc ra như thế này. Bệnh nhân này thấy đá chồi xương rất là nhiều ở đây, ở đây, ở đây, đây, đây nữa, đấy, đây, vậy, phần chồi xương, tiếng Anh gọi là osteochondroma hoặc là asbestosis, hai tên. Thì những cái chồi xương này có cái đặc điểm là gì? Nó mọc ra từ vỏ xương, nó có cái phần vỏ cuộn cái này, nó liên tục cái vỏ của xương dài. Cái tùy xương này nó liên tục với phân bố xương sống. Phía trên này nó có phân sụn, người ta gọi là cái phân mụ, mụ sụn này. Cái gì này nó có hai cái phân cảm quan khác nhau, cái phân xương phía trong, phân mụ sụn ở phía ngoài. Thì cái phân sụn này nó có một cái đặc điểm là có thể có nguy cơ thoái triển ác tính thành sắc cơm sụn. Bản thân cái bệnh chồi xương này thì nó lành tính và nó không đau, không gây nên triệu chứng. Chỉ trừ trường hợp nó to và nó chen ép, nó gây đau là chuyện khác. Còn bản thân hẳn thì không đau. Thì bệnh nhân này nó chỉ đau trong hai trường hợp thôi. Hoặc là khi nó gãy. Thì chỗ này nó lôi ra chấn thương ở đây nó thể gây gãy. Thì có thể đau. Hoặc trường hợp thứ hai là nó thoái triển ác tính. Cái phần sùn phía trên này, như cái mũ này. Nó thoái triển ác tính tạo thành sắc cơm sụn thì nó gây đau. Một điểm đặc biệt cả anh chị phải chú ý là cái bệnh chồi xương này nó phát triển là nó hướng ra xa khớp. Ví dụ này, nếu như một cái chồi xương nó gặp ở phía dưới của cái hanh xương của cái mâm chai này thì nó sẽ phát triển ra xuống dưới xa khớp ra. Còn nếu như gặp phía trên này thế là phát triển lên trên, cái này phát triển lên trên, thấy không? Cái này phát triển xuống dưới, luôn luôn hướng xa khớp, không bao giờ nó phát triển hướng về phía khớp.
Lý do thì không hiểu vì sao, nhưng mà đây là một cái dấu hiệu giúp chúng ta phân biệt với cái bệnh lý thoái hóa khớp. Gai xương trong thoái hóa khớp thì gai xương là do nó vôi hóa cái dây chằng bao khớp, thì nó lại hướng lên như thế này. Còn cái chồi xương thì nó lại hướng hướng xa khớp. Bệnh nhân khác tương tự như này, anh nhìn thấy một cái chồi xương nó hướng lên trên như này. Đây còn cái mũ mũ xuồng này, cái này cái gì thỉnh thoảng đọc có thể gặp, một tuần có thể gặp một hai ca, nó khá là thường gặp. Nhiều khi nó lại có thể có cái hình thái rất là to như thế này, cái chồi nó mọc, nó có cái vỏ xương liên tục, cái vỏ của xương dài, và phía trên đây là cái phần phần xuồng. Phần xuồng thì có đặc điểm cảm quan nó lấm tấm với cả cái đường cong cong tròn 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 như thế này, điển hình cho cái mô sụn. Chúng ta qua cái bệnh tiếp theo, các anh chị nhìn vào các anh chị thấy tổn thương nằm đâu không? Thấy rồi đúng không? Này, ở cái đầu gân của đục gân ngón hai, chúng ta sẽ có một cái vùng giảm độ cảm quang này. Vùng này có giới hạn thế nào? Rõ không có phản ứng mang xương, không có phá hủy vỏ xương, như vậy nó là một cái tổn thương tương đối lành tính, không có cái đặc điểm gì của ác tính hết. Phải nói gì, u sụn gần gọi là ăn chondroma, một số tác giả dịch là u nồi sụn, tôi bỏ chữ nồi đi, u sụn nó đủ rồi. U sụn này nó có thể gặp ở nhiều vị trí, nhưng nó hay gặp nhất là các ngón tay và bàn tay, đây là xương bàn rồi là xương ngón. Đặc điểm của nó là một cái tổn thương lành tính giới hạn rõ. Ở ngón tay thì nó không vôi hóa, nếu nó gặp ở các vị trí khác thì có thể có vôi hóa lầm tập vì nó sùn, thì nó anh nhìn nhớ nhá, mô sùn thì lâu ngày nó sẽ có vôi hóa, nó vôi hóa thì nó có thể có nhiều hình thái, hoặc là lấm tấm từng chấm, hoặc là dạng cung cung nửa cung tròn, hoặc là một vòng tròn, hay gọi là dấu hiệu của tiếng Anh gọi là ring and arc đấy. Hình tròn, hình nhân hoặc là hình hình cung đấy. Thì đấy là ở các cái vị trí khác, còn riêng ở ngón bàn tay thì nó sẽ không có vôi hóa. Đây là một điểm đặc trưng của cái u sụn. Thì khi gắn như thế, một cái tổn thương huyệt xương nó nằm ở các cái ban ngón nha, đặc điểm lành tính này thì hầu như là nó điển hình cho cái u sụn này, và không cần phải làm thêm cái gì hết, chỉ cần theo dõi dặn bệnh nhân khoảng năm mới chụp phim lại lần, hoặc là khi nào thấy đau thì gắn gì việc cái u sụn nó sẽ làm cho cái xương nó yếu mà nó có thể bị gãy, với một cái lực chấn thương tương đối nhẹ nên có thể gây gây gãy rồi. Một cái gãy như thế chúng ta gọi là gãy xương bệnh lý, nghĩa là một cái gãy xương xảy ra trên một cái xương nó bị yếu do một cái bệnh lý nền trước đó, trong trường hợp này là u u sụn. Trường hợp khác tương tự như thế này, tổn thương giới hạn rõ ở cái ngón giữa, xin lỗi, ở cái đốt giữa của ngón ngón năm. Giới hạn rất rõ, không có phá hủy vỏ xương và không có phản ứng mang xương. Nếu như ở các vị trí khác, ví dụ trường hợp này nó gặp ở cái đầu giữa xương đùi, thì nó có thể có vôi hóa rất mạnh như thế này. Thì các anh chị thấy cái vôi hóa của sùn nó rất là lấm tấm, dạng cung tròn hoặc là dạng nửa cung, nhiều khi tạo thành cái đám lớn như thế này. Có thể gặp trong bệnh ô lia, bệnh đa u sụn như thế này, nhiều vị trí khác nhau. Ở Việt Nam chúng ta thì ít gặp. Như vậy để chẩn đoán một cái u sụn, các anh chị chú ý cho, nó thường gặp ở ngón tay. Nhưng mà nếu ở ngón tay thì nó không vôi hóa, nếu nó gặp ở các vị trí khác thì nó sẽ có vôi hóa. Cái thứ hai là những cái tổn thương này nó không đau, hoàn toàn không đau nha. Để nhìn là nếu chúng ta thấy một cái ổ khuyết xương thế này,
mà bệnh nhân có triệu chứng đau thì phải chẩn đoán phân biệt và những cái khác. Riêng cái u sùn thì nó không đau. Hội chứng Maffucci, đa u sùn và đa u mạch. Thì các cái u mạch ở mô mềm cả nhìn thấy điển hình của nó là có các cái này gọi tiếng Anh gọi là plebolite, gọi là sỏi tĩnh mạch. Thực ra là vôi hóa tĩnh mạch, gọi là plebolite. Vôi hóa lầm tầm này, u mạch. Còn xương thì nó có các cái u sùn như thế này. Chúng ta có một cái bệnh khác. Đây là hình ảnh X quang của một cái khớp gối. Các anh chị thấy tổn thương nó nằm ở đây, một cái ổ. Đồ cản quang giảm nằm ở cái đầu dưới của xương đùi, đúng không? Đây là khớp gối. Bệnh nhân này là bệnh nhân trẻ tuổi, bệnh nhân trẻ nhỏ, chúng ta thấy cái xương tập hợp nó vẫn còn ở đây. Đây xương tập hợp. Thì một cái tổn thương khuyết xương ở đầu xương như thế này, ở trẻ chưa trưởng thành, khi mà xương tập hợp nó còn thấy rõ như thế này, thì nó điển hình cho cái u nguyên bào xương chondroblastoma. Thì các anh chị nhớ nhau, cái u nào mà có blastoma nguyên bào thì sẽ gặp ở trẻ em. Không bao giờ gặp blastoma ở người lớn hết, không bao giờ gặp ở ông 70 tuổi mà blastoma hết. Các blastoma, ví dụ ở đây là chondroblastoma, gặp ở trẻ em dưới 18 tuổi. Cái phần lý thuyết thì tôi đi nhanh vì trong sách có rồi. Các anh chị giờ trong sách ra tôi việc đây cả. Tôi chỉ dành thời gian ở trên này để chúng ta chủ yếu là phân tích các cái hình ảnh thôi. Thì giới hạn nó thường là rất rõ. Nằm ở đầu xương là một cái bệnh nhân có cái số tập hợp rồi chưa cổ hóa. Vậy chẩn đoán phân biệt về cái gì? GST, u nguyên bào. U tế bào khổng lồ. Thì đầu tiên, u nguyên bào sùn nên nó có cái đặc điểm gì đặc trưng? Thứ nhất, nó gặp ở người trẻ, thường là dưới 30 tuổi. Đa phần là dưới 30 tuổi. Và phần lớn là nó dưới 18 tuổi, nghĩa là khi cái sùn tập hợp nó chưa cổ hóa. Cái thứ hai là nó gặp ở đầu xương. Luôn luôn ở đầu xương này. Chẩn đoán phân biệt với cái bệnh này. Ở đây chúng ta thấy một cái bệnh nhân khác ở một cái độ tuổi khác. Làm sao chúng ta biết được ở độ tuổi khác? Ở đây chúng ta thấy cái xương tập hợp nó chưa nó đã cổ hóa, chúng ta không thấy rõ. Ở đây chúng ta thấy ở tổn thương nó nằm ở đầu trên của xương chày với cái diện tiếp xúc ở mâm chày luôn. Như này giới hạn thế nào rất rõ, đúng không? Vỏ xương thế nào vẫn còn chưa phá hủy. Có phản ứng mang xương không? Không có. Vậy nó là gì? U tế bào khổng lồ, giant cell tumor, viết tắt là GCT. Vậy thì u tế bào khổng lồ nó có cái gì đặc trưng và nó có gì khác so với u nguyên bào sùn hồi nãy chúng ta thấy? Cái thứ nhất, cái khác của nó là gì? Nó gặp ở người trưởng thành khi cái sùn tiếp hợp nó đã cổ hóa. Thứ hai, cái đặc trưng của nó là gì? Nó gặp ở đầu xương và nó luôn tiếp xúc với cái diện khớp. Nó nằm sát với diện khớp luôn. Các nhìn thấy diện khớp. Ở đây là một bệnh nhân khác này. Đây là tổn thương nó nằm ở cái đầu dưới xương quay này. Tổn thương ở đây. Và chúng ta thấy nó tiếp xúc với diện khớp. Bên trong có thể chúng ta thấy các cái vắt giống như bọt xà phòng. Hình tổ ong hoặc hình bọt xà phòng. Cái này mà các chị chụp cộng tư lên
Thì các anh nhìn thấy các cái bọt xà phòng rất là rõ. Trong này nó chứa các cái tổ chức dịch và nó tăng tín hiệu trên chuỗi sông T2. Chúng ta thấy hoặc là chuỗi sông PD mà chúng ta thấy trồi lồi bóng bằng màu giống như cái bọt xà phòng vậy. Còn cái X quang thì chúng ta chỉ thấy các cái vắt như thế này thôi. Cái đặc điểm thứ ba của nó là nó lệch tâm. Cái tổn thương này tại vì nó to quá nó chiếm hết cái thiệp diện của cái xương quai luôn. Còn nếu như nó nhỏ, nếu như nó có kích thước nhỏ thì nó sẽ lệch qua một bên, nó lệch tâm. Một bệnh nhân khác cũng tương tự như thế, có một cái tổn thương ở đây. Các anh chị để ý nó sao? Luôn luôn tiếp xúc với cái diện khớp như thế này, nằm sát diện khớp như thế này. Và nó lệch tâm, đúng không? Nó lệch qua bên, nó không phải nằm ở ngay trung tâm như thế này. Nó lệch qua bên. Giới hạn thì nó rõ, nó không phá hủy vỏ xương và nó không có phản ứng màng xương. Nó có thể gặp ở xương cánh chậu. Này, tổn thương nằm ở xương cánh chậu. Thì xương cánh chậu là xương dẹt. Và trong cái phần mô học ấy, người ta ví cả cái xương dẹt và dùng như là cả cái đầu xương của xương dài vậy. Thì cả cái tổn thương mà gặp ở đầu xương của xương dài thì nó có thể gặp ở cả cái xương dẹt. Ở đây là cái u tế bào khổng lồ. Bệnh nhân khác tương tự như thế, cả như thế, tổn thương nó nằm tiếp xúc sát với cái bờ dưới của xương. À, vỏ khớp nó đầy phân vỏ xương nhưng mà vỏ xương vẫn còn. Như vậy để chẩn đoán u tế bào khổng lồ chúng ta cần có 4 tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là nó chỉ gặp ở người trưởng thành khi sùng tiếp hợp đã cổ hóa. Cái thứ hai là nó phải nằm ngay giữa diện khớp như thế này. Cái thứ ba là nó có tổn thương này, nó có giới hạn rõ và không có viên sơ xương xung quanh trừ ở xương dẹt, ví dụ xương cánh chậu chẳng hạn thì có thể có viên sơ xương, còn ở xương dài thì không có viên sơ xương. Và cái thứ tư là nó lệch tâm. Bao giờ chúng ta thấy nó khu trụ ngay trung tâm nền, mà khi nào nó lật qua bên, lật qua bên và tiếp xúc với diện khớp. Đây là bốn cái tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán một cái u tế bào khổng lồ. Nếu thiếu một trong bốn tiêu chuẩn này thì cẩn thận, đấy không phải là u tế bào khổng lồ. Chúng ta qua một cái bệnh khác. Bệnh này hồi đầu bài chúng ta có nhắc sơ qua, miệng anh chị có nhớ không? Một cái tổn thương mà nó liên quan đến vỏ xương, NOF, tắc của non-ossifying fibroma, nghĩa là u xơ không cốt hóa. Nếu như tổn thương nó nhỏ, gặp ở trẻ nhỏ thì người ta còn gọi là cái cortical defect. Và thực ra bản chất môn học nó giống nhau. Tổn thương nó liên quan đến vỏ xương là bộ huyệt xương, nó thay thế cái mô xương ở đây, của vỏ xương nó được thay thế bởi mô sợi, bởi gọi là u xơ, gọi là u xơ không cổ hóa. U xơ không cổ hóa. Một bệnh nhân khác tổn thương nó nằm ở cái đầu dưới của cái xương, đây là hai xương xương chày, đúng không? Tổn thương nó nằm như thế này, giới hạn rõ và nó liên quan đến cái vỏ xương. Bệnh nhân khác tương tự như thế, cũng đầu dưới xương chày. Thì để chẩn đoán u xơ không cột hóa chúng ta cần có các tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là thường là người trẻ dưới 30 tuổi. Thứ hai là không có phản ứng màng xương.
và không đau. Thứ ba là tổn thương này nó liên quan với vỏ xương. Này, ba tiêu chuẩn rất rõ. Thì khán gì thầy đọc sau này đọc phim mà thầy một tổn thương như thế này liên quan đến vỏ xương như thế này thì bạn nghĩ tới cái này NOF. Nếu gặp ở người trẻ nữa, dưới 30 tuổi nữa, không đau, không có phản ứng magnesium thì hầu như nó điển hình. Chúng ta qua một cái nhóm khác. Ở đây chúng ta thấy có một cái tổn thương nó nằm ở cái cổ xương đùi, đúng không? Rồi các anh chị bệnh nhân đây là bệnh nhân trẻ hay là bệnh nhân trẻ, đúng không? Chúng ta thấy con chưa trưởng thành và con người sùng tiếp hợp ở đây thì tổn thương nó nằm ở vị trí này, một cái ô giảm độ cảm quan giới hạn rõ ở cái cổ xương đùi, không phá hủy vỏ xương, không có phản nang xương. Để nói gì, nang xương đơn độc. Tại sao lại gọi là đang nang xương đơn độc? Nên nó luôn luôn gặp một ổ thôi. Một số sách thì gọi là unicameral. Unicameral nghĩa là thì con lạc đà mà một bướu. Chúng ta có hai loại lạc đà, có loại lạc đà một bướu, loại lạc đà hai bướu. Thì lạc đà một bướu là nó có một cái bướu như thế, nên ám chỉ là cái tổn thương này nó luôn luôn đơn độc. Thì nang xương đơn độc nó có đặc điểm là gì? Gặp ở trẻ em hoặc thiếu niên. Hầu hết các cái nang xương đơn độc sẽ gặp ở người dưới 30 tuổi. Mấy các anh chị nhớ cho con số 30 là rất quan trọng. Tất cả các nang xương sẽ gặp ở người dưới 30 tuổi. Nó luôn đơn độc. Nó có giới hạn rõ, nó có các đặc tính của một cái u xương lành tính. Nó có thể gặp ở nhiều vị trí. Nhưng mà thường gặp ở đầu gần của xương cánh tay và xương đùi. Ngoài ra có thể gặp ở các vị trí khác, ví dụ cổ xương đùi hồi nãy chúng ta thấy, có thể chúng ta gặp ở xương gót, như đầu vai chúng ta có một số hình ảnh ví dụ của cái nang xương đơn độc ở xương gót. Đây, cái này hồi nãy chúng ta này nang xương đơn độc hoặc ở hàm dưới, xương hàm dưới hoặc là xương cánh tay. Trường hợp này các anh nhìn thấy có gãy xương, cái này gọi là gãy xương bệnh lý đây. Cái nang xương nên nó làm cho cái cấu trúc của cái xương cánh tay ở đây mới yếu, và một cái chấn thương nhẹ nó có thể gây cái gãy, người ta gọi là gãy xương bệnh lý. Thì nang xương đơn độc nó có các cái đặc điểm gì? Nhất là trung tâm của xương. Thứ hai, gặp ở người trẻ. Và thứ ba là không có phản ứng magnesium. Cần chẩn đoán phân biệt về một cái nang xương khác, đấy là nang xương phình mạch. Tại sao gọi là nang xương phình mạch? Vì trong này nó hình thành cả cái hô huyết, nó phát triển dần lên mà nó đẩy phình cái vỏ xương ra, gọi là nang xương phình mạch. Thường gặp sau chấn thương, sau các cái chấn thương nó gây tổn thương các cái mạch máu trong xương ấy. Nó gây hình thành lên cả cái ổ hô huyết, rồi cả cái hô huyết này nó lớn dần lên mà nó đẩy phình vỏ xương ra, chúng ta gọi là nang xương phình mạch. Nang xương phình mạch cũng hay gặp ở người dưới 30 tuổi, có thể gặp ở các cái vị trí những xương dài hoặc là ở các cái đốt sống. Này, một cái ví dụ của một cái nang xương phình mạch. Vậy nó có đặc điểm gì? Thứ nhất nó gặp ở người trẻ dưới 30 tuổi. Và thứ hai là nó đẩy phân cái vỏ xương. U tạo cột bào này nó có bản chất mô học giống u xương dạng xương. Cái osteoma, cái mà đầu bài chúng ta có nói đấy. Nhưng mà khác nhau cái về kích thước. Cái u xương dạng xương thì nó gặp kích thước nhỏ khoảng dưới 1,5 cm,
Còn u tào cuộc bao này kích thước nó lớn hơn, có thể 3-4 cm này. Ở đây hoặc là cột cột sống. Thực ra u tào cuộc bao nó rất ít gặp, đặc điểm hình ảnh nó tương tự như là cái nang xương phần mặt ABC này, nên khuyến cáo là luôn đặt vấn đề chẩn đoán phân biệt cái u tào cuộc bao này khi nghĩ đến nang xương phần mặt. Nghĩa là một cái hình ảnh mà các anh chị nghĩ đến nang xương phần mặt thì phải luôn luôn chua thêm câu và chẩn đoán phân biệt với u tào cuộc bao. Hai cái này về mặt hình ảnh chúng ta không phân biệt được. Một cái tiếp theo mà phải nhắc, thỉnh thoảng chúng ta gặp, đấy là cái loạn sản xơ, fibrous dysplasia. Thì đây là một cái tổn thương bẩm sinh và lành tính, trong đó cái mô xương bình thường nó bị thay thế bởi tổ chức xơ, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, có thể gặp ở mọi vị trí. Trong đó hay gặp cái gì? Khung chầu, xương đùi, xương sườn và xương sọ mặt. Hình ảnh X quang đa dạng và không điển hình. Thì khi cả nhìn thấy một cái tổn thương xương mà nó lan tỏa gặp nhiều xương, cái mô xương bình thường nó thay thế bởi cái mô sợi, và trên ảnh cắt là vi tính chúng ta thấy không thấy cái mô xương nữa, mà chúng ta thấy một cái vùng và cái độ cảm quang nó thấp, chúng ta gọi là ground glass đấy, hình kính mờ ấy, thì về ngày đến cái loạn sản xơ. Hiện nay loạn sản xơ gặp ở các cái xương sườn hoặc là xương đùi hoặc là xương các cái xương của cẳng tay này, loạn sản xơ. Thì mô xương bình thường bị thay thế bởi các cái mô sợi. Nó chỉ có một đặc tính mà gọi là ổn định nhất thôi, để cho nó không có phản ứng màng xương. Mặc dù tổn thương lan tỏa nhiều như thế này, nhưng luôn luôn không có phản ứng màng xương, vì nó không kích thích màng xương, nó chỉ thay thế cái mô xương bằng cái mô sợi mà thôi. Tổn thương này là cái gì? Bệnh nhân trẻ xuống tiếp hợp vẫn còn tổn thương nằm ở thân xương và có phần mang xương dài gì? Nhiều lớp, nhằm có hành u hạt hải toàn. Cái này các anh chị, một số anh chị sẽ nghĩ đến cái sắc của Mewin. Về mặt hình ảnh, hai ngày nay chúng ta không phân biệt được, mà luôn luôn nghĩ đến cái sắc của Mewin và u hạt hải toàn khi chúng ta thấy một cái tổn thương thâm nhiễm ở thân xương ở trẻ nhỏ và có phản ứng màng xương dạng vỏ hành. Một điều đặc biệt nữa cần chú ý là sắc của Mewin ở Việt Nam rất ít. Anh chị đọc nói về sắc của Mewin chủ yếu là gặp ở người da trắng thôi, còn người châu Á châu Phi rất ít. Mà người châu Á và châu Phi thì hay gặp cái này, u hạt tế bào hải toàn, eosinophilic granuloma hay là u tế bào Langerhans đấy. Cái này hình ảnh tương tự như sarcoma Mewin nhưng mà là u hạt tế bào hải toàn. Tổn thương tương tự này ở thân xương, giới hạn không rõ. Ở đây u hạt tế bào hải toàn có thể gặp ở nhiều vị trí, như là xương đùi, xương cánh tay, cẳng tay, thân xương đùi, xương sọ, xương sườn và xương đòn. Một điểm đặc biệt là gì? U hạt tế bào hải toàn gặp ở người trẻ nhỏ hơn 30 tuổi. Thông thường chúng ta sẽ gặp ở người trẻ rất nhỏ, khoảng trên dưới 10 tuổi thôi. Đến này 20-25 là đã ít rồi.
Rồi, như vậy chúng ta giới thiệu xong một số cái tổn thương xương lành tính thường gặp. Thì làm sao để nhớ hết tất cả những cái đấy? Thì chúng ta có công thức gọi là Fact No Magic. Cái này là viết tắt của là cái từ đầu tiên, chữ cái đầu tiên của các cái út thường gặp. Sắp xếp lại thì khi cả nhìn thấy một cái tổn thương quyệt xương như vừa rồi thì chúng ta phải nhớ lại công thức này, và sau này chúng ta sẽ sao loại trừ cái nào phù hợp thì chúng ta loại trừ để khu trú dần các cái tổn thương lại. Bên này là các cái tiêu chí để mà loại trừ thì cái này cái hồi chúng ta nói đấy, ví dụ như u xương nhàn xương thì nó phải gặp ở người nhỏ, kích thước nó phải nhỏ hơn 1,5 cm, đúng không? U xơ không có khóa thì phải gặp ở người trẻ, không đau và liên quan đến vỏ xương. U tế bào khổng lồ thì phải gặp ở khi sụn tập hợp đã cột khóa. Tổn thương này nó phải nằm giữa diện khớp, nó phải lệch tâm, bờ nó phải rõ, đúng không? U hạt tế bào hoại toàn nó phải gặp ở người dưới 30 tuổi. Cái này trong sách tôi có viết, thì cả nhìn cần chạm lại đâu, nhưng cả nhìn nhớ công thức này. Thì người ta nói là khi cả nhìn đọc theo công thức này với theo cả cái tiêu chí này thì cả nhìn sẽ đọc đúng 95% trường hợp cả nhìn gặp trên lâm sàng, còn 5% trường hợp còn lại là cả cái tổ trường hợp ngoài lề cả nhìn cần phải chú ý để có thể đề xuất làm thêm cả cái xét nghiệm khác. Còn nếu cả nhìn tuân theo công thức này cả nhìn có thể đúng được 95%. Nếu như nói fatness, anh chị muốn thấy fat no machine mới thấy có nhờ thì có thể đổi là thành fork machine. Tương tự như thế thôi, chúng ta chỉ thay đổi thứ tự của các cái tổn thương này. Như vậy tóm lại, ở người dưới 30 tuổi thì chúng ta thể gặp những cái tổn thương nào? U hạt tế bào lại toàn, các loại nang xương phân mặt hoặc nang xương đơn độc, u xơ không cột khóa và u nguyên bào sụn, nên là gặp ở nhóm người trẻ. Đây, phân biệt giữa nhóm người dưới 30 tuổi, nhóm người trên 30 tuổi. Dưới 30 tuổi là chondroblastoma, trên 30 tuổi là u hạch, u tế bào khổng lồ, và các cái tổn thương khác. Trên 30 tuổi thì gì? Di căn, đau tủy xương, lymphom. Ở dưới 30 tuổi thế gì? Sarcomewin, osteoid osteoma, NOF và một số cái loại tổn thương hạn. Osteosarcom là gặp ở người trẻ. Chondrosarcom là gặp ở người người lớn. Chúng ta sẽ nói cái phần này ở phần sau, các cái u xương ác tính. Thì u xương thì gặp ở người trẻ, ung thư xương gặp ở người trẻ, ung thư sụn gặp ở người lớn tuổi. Automatic nghĩa là những cái tổn thương mà chúng ta phải luôn luôn đề cập đến trong cái chẩn đoán phân biệt. Vậy thì cái gì? Đặc biệt đầu tiên là nhiễm khuẩn viêm xương tủy xương. Thì nhiễm khuẩn không theo một cái nguyên tắc nào cả. Người trẻ cũng thế, người lớn cũng thế. Khi thấy một tổn thương quyệt xương, tiêu xương thì cái đầu tiên phải đặt vấn đề liệu có phải là nhiễm khuẩn không? Tất nhiên nhiễm khuẩn nó sẽ kèm theo các dấu hiệu khác, dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhân sưng nặng đỏ đau, vân vân. Nếu dưới 30 tuổi thì phải đặt tên gì? U hạt tế bào hoại toàn. Nếu trên 40 tuổi thì nghĩ đến cái gì? Di căn. Người trên 40 tuổi nguy cơ di căn sẽ cao, di căn từ các cái cơ quan khác hoặc là đau tủy xương. Còn tổn thương ở đầu xương thì chúng ta phải cần chú ý những cái gì? Thứ nhất là nhiễm khuẩn, thứ hai u tế bào khổng lồ, thứ ba u nguyên bào sụn, và thứ tư là các cái ổ quyệt xương là trong cái bệnh thoái hóa giốt, gọi là các hang, các cái hốc, nghĩa là các cái nang xương dưới sụn hình thành trong cái trường hợp mà bị thoái hóa khớp. Thì những cái này anh chị thấy nhiễm khuẩn nó có các dấu hiệu đặc trưng. U tế bào khổng lồ thì gặp ở người lớn tuổi khi sụn tập hợp là đông,
U nguyên quả sung thì gặp ở người trẻ khi sung tập hợp chưa cổ hóa. Chúng ta còn cái phần u xương ngạc tính. U xương ngạc tính rất may nên gọi là ít. Thứ nhất là ít gặp, thứ hai là cái chẩn đoán phân biệt nó ít hơn. Cái đầu tiên các anh chị nhìn vào và nhìn thấy ngay nó là gì? Người tổn thương đánh giá không rõ mà có cái phần mang xương vàng đạm có trái như thế này là gì? Sắc không xương, đúng không? Thực ra trong sắc không xương thì phân ra rất nhiều nhóm nữa. Anh chị đọc trong sách đã nhìn thấy sắc không, cái điển hình là nó phát triển từ tùy xương phát triển ra, đúng không? Ngoài ra chúng ta có các cái dạng khác, ví dụ như sắc không xương bề mặt, sắc không xương phát triển từ màng xương, đúng không? Rất là nhiều thể. Nhưng mà nhìn chung thì thể mà thể điển hình phát triển ra từ tùy xương này là điển hình nhất. Nó phát triển từ tùy xương ra, nó phá hủy vỏ xương, nó tạo nên các phần màng xương và nó xâm lấn xuống xung quanh. Nó có một số cái điểm đặc trưng. Thứ nhất là hay gặp ở nam hơn là nữ. Thứ hai, nó gặp ở người trẻ. Thứ ba, nó gặp ở hành và thân xương. Hành xương và thân xương. Thứ tư, nó theo cái quy luật là gần khớp gối, nghĩa là đầu dưới của xương đùi hoặc là đầu trên của xương chày. Đặc điểm của nó là một đặc điểm ác tính là tâm giới hạn không rõ, phá hủy vỏ xương, xâm lấn mô mềm, có phản ứng mang xương dạng vỏ hành hoặc dạng chèo tâm giác cột màn. Một ví dụ khác là những thể phá hủy cái đầu trên của xương cánh tay, xâm lấn ra xung quanh rất nhiều. Vậy để chẩn đoán nó có hai dấu hiệu đặc trưng là gì? Phá hủy vỏ xương. Thứ hai, có phần mang xương dạng đạm có cháy hoặc là dạng tam giác cột màn. Thì các cái dạng tổn thương khác, ví dụ như là u xương mà phát triển ra từ màng xương thì nó không phát triển, nó không phải từ trong tùy xương ra mà nó từ màng xương, thì nó phát triển ra dạng giống như là một cái bắp cải như thế này, dạng điển hình nên là trong sắp từ cả việc. Hoặc dạng hai, dạng ở ngoài vi, nó phát triển ra như thế này, lầm tầm như thế này. Bây giờ chúng ta qua một cái nhóm khác, tổn thương thâm nhiễm như thế này và phần mang xương dạng vỏ hành, thì các anh chị nghĩ đến cái gì? Hai cái thôi, đúng không? Người da trắng thì là Lewy sarcoma, người châu Á thì là u hạt tế bào hoại toàn. Hai cái bản chất hình ảnh nó gần tương tự nhau. Thì sarcoma Lewy gặp ở người trẻ, thường là ngoài quanh độ tuổi 10 tuổi, 8 đến 12 tuổi, gặp ở thân xương. Đặc điểm của nó là cái vùng dạng tổn thương dạng thâm nhiễm và có phản ứng mang xương dáng dạng vỏ hành nhiều lớp như thế này, nhiều lớp. Cái tiếp theo, khi các anh chị nhìn vào đây, các anh chị nghĩ đến cái gì liền? Mối họa như thế này chúng ta gọi là mối họa rings and arcs, dạng nhân và dạng vòng hoặc lầm tầm như này. Thì khi ông chuyển mối họa như thế là mối họa của mô sụn, thế này là sarcoma sụn. Sarcoma sụn nó khác cái gì? Độ tuổi nó khác. Trong khi sarcoma xương nó gặp ở người trẻ thì sarcoma sụn nó gặp ở người lớn tuổi hơn, trên 40 tuổi. Các vị trí hay gặp là khung chậu, xương sườn, xương đùi, xương cánh tay. Tổn thương tiêu xương và các ổ bối hóa lầm tầm dạng bóng tuyết. Có thể có tổn thương mô mềm như giai đoạn cuối nó phát triển ra ở bên ngoài. Như vậy điểm đặc trưng là gì? Lớn tuổi và bối hóa dạng bóng tuyết. Nhóm gần cuối, các chị nhìn vào các chị nghe là gì? Cá lè, đúng không? Đau tủy xương. Đặc điểm điển hình của nó là các cái tổn thương khuyết xương dạng độc lộ như thế này.
Có lẽ hay gặp là người lớn tuổi, thường mà trên 50 tuổi. Tuổi hay gặp nhất là khoảng quanh quanh 70 tuổi. Thì khi các anh chị thấy một cái người lớn tuổi có ổ tiêu xương lan tỏa nhiều nơi mà không tìm ra gì căng thì đấy là đau tủy xương. Tự nhiên từ khi kết luận đau tủy xương là chúng ta phải cho chụp phim phổi, chúng ta phải làm siêu âm vú, siêu âm bụng, loại trừ các tổn thương khác. Mà không có tổn thương gì nữa thì đấy là đau tủy xương. U tương bào có bản chất mô học giống đau u tủy xương nhưng chỉ gặp mà một khối duy nhất thôi, chúng ta gọi là u tương bào myeloma. Cái nhóm cuối cùng là di căn xương. Di căn thì anh chị biết rồi, di căn là cái tổn thương ác tính thường gặp nhất, ngay cả đối với gan, với phổi hay với xương thì đấy là tổn thương ác tính thường gặp nhất. 90% trường hợp chúng ta sẽ gặp nhiều ổ là đau. Đa phần gặp tổn thương tiêu xương, nghĩa là các tổn thương di căn đến xương nó sẽ gây phá hủy xương, tiêu xương. Chỉ trừ một số trường hợp là nó không tiêu xương mà nó lại tạo xương, đấy là ung thư tiền liệt tuyến và ung thư dạ dày. Thì khi đấy nó không gây các ổ tiêu xương giảm độ cản quang nữa mà nó tạo ra các ổ đặc xương ở cột sống, chúng ta gọi là hình ảnh đột cột sống, đột sống Nga đấy, nó trắng xóa lên đặc xương. Ở phụ nữ thì hay gặp ung thư vú, ở nam giới thì hay gặp ung thư tiền liệt tuyến. Vậy nếu các anh chị thấy một cái ung tổn thương nghi ngờ di căn ở phụ nữ thì chúng ta phải cho làm siêu âm và mammography. Ở nam giới thì chúng ta phải siêu âm bụng và xét nghiệm PSA. Di căn có một đặc điểm nữa là nó hay gặp ở cái gốc chi. Ít khi gặp ở đâu xa của chi lắm, những khớp gối và khớp khuỷu ít khi chúng ta gặp. Một số người ví dụ tổn thương tiêu xương ở xương cánh chậu này. Thì đồng điển hình của tổn thương tiêu xương này là nó phá hủy hết, có thể phá hủy cả vỏ xương và phát triển ra bên ngoài như thế này. Tổn thương này di căn từ ung thư tế bào thận, biểu mô tế bào thận. Trường hợp này thì ngược lại, đấy là di căn đặc xương. Chúng ta thấy nó đặc lan tỏa hết. Trường hợp khác, di căn đặc xương ở cột sống chúng ta gọi là đốt sống Nga, xương nó đặc trắng xóa. Hoặc chúng ta thấy các cái ổ lấm tấm như thế này. Trường hợp này chúng ta thấy cái gì đặc biệt? Khi các anh chị đọc cuộc sống như vậy thì còn cả con mắt, con mắt. Cuộc sống này thì sao? Thiếu con mắt. Chúng gọi là đột sống chột, nghĩa là di căn phá hủy một cái cuống sống và nó làm cho mất con mắt, chúng ta gọi là đột sống chột. Thì anh gọi là dấu winking old sign, là dấu con cũ nó đã lông nheo, con cũ nó nhảy mắt, nhắm mắt mở mắt. Thì một đột sống luôn có hai mắt và một cái lỗ mũi. Hai mắt chính là cái cuồng sống, lỗ mũi chính là cái mỏm gai. Nên trường hợp này chúng ta mất một mắt. Khi di căn đến các đột sống thì chúng ta có thể gặp các hình thái khác nhau. Để di căn đặc xương thì tạo ra đột sống ngang. Di căn tiêu thân đột sống thì nó làm cho đột sống nó bị xẹp, hình chêm hoặc dạt. Nó tiêu cái cuống sau, cái cuống sống thì tiêu một bên thì tạo ra đột sống chột. Tiêu hai bên thì là đột sống mù. Điều này tổn thương phá hủy đột sống xẹp. Ở đây xẹp hoàn toàn một đột sống luôn. Nó làm cho đột sống nó bị gập góc. Và còn 5 phút cuối cùng thử lại đồ gắn gì, cái này là cái gì? Cho người trẻ để lôi vỏ xương, nhãn xương phình mặt. Cái này
u xương đúng không? Osteoma. Cái này hồi này không có giới thiệu anh chị, nhưng mà anh chị chắc chắn đã gặp rồi đúng không? Hình ảnh đột sống bởi các vạch dọc 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 này, u mạch, hemangioma. Trên đi qua chỗ này các vạch dọc 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 này, trên các lưỡi tình thì cắt ngang qua đây chỗ này có các đột chấm chấm chấm, thì nó cắt ngang qua cả cái thở thở sơ như thế, giống như người ta gọi là nành dấu chấm bi, cái vải chấm bi chấm 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 cái u mạch. Trường hợp này tiếp xúc với những khớp không? Người trưởng thành xuống tiếp hợp là cột khóa giới hạn rò và lực tâm là u tế bào khổng lồ. Trường hợp này người trẻ thiếu xương thân xương phản ứng xương dạng bò hành đoạn phân biệt hai cái sarcomerin và u tế bào khổng lồ, à xin lỗi, u hạt rải toàn. Cái này bệnh trồi xương rồi. Như vậy là giới thiệu xong cả anh chị các cái tổn thương xương thường gặp. Cái này thứ nhất là chúng ta sử dụng kiến thức của cái bài đầu tiên, học về cách phân biệt các dấu hiệu cơ bản trên X quang. Cái thứ hai là những cái này chúng ta có trong sách và có cái nguyên tắc theo cái Phát-no-ma-xít này. Trong sách tôi viết cái này, cái bảng có cái bảng này rất kỹ, anh chị về nghiên cứu thêm. Và chỉ có một cách là anh chị phải đọc tới đọc lui cái này cho nó thuộc tất cả các cái tên, các cái tổn thương. Thứ hai là các cái tiêu chuẩn để mà loại trừ, bắt buộc anh chị phải phân tích một cách hệ thống tuổi, vị trí, đường bờ, phản mang xương, triệu chứng lâm sàng. Phân tích một cách hệ thống như thế, theo một công thức như thế thì giúp cho các anh chị sẽ chẩn đoán được. Và chúng ta chẩn đoán là chẩn đoán loại gì? Nghĩa là đầu tiên chúng ta thấy một cái tổn thương như thế, sau đấy chúng ta phải dựa vào các cái dấu hiệu để chúng ta loại dần. Để cuối cùng chúng ta còn là những cái chẩn đoán mà khả dị nhất. Đấy là cái cách mà tôi đọc một cái tổn thương xương. Nghe đây các anh chị có chia hỏi không? Tất cả